Đánh cyber ở thành phố Homs, tin từ Damascus. Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết là một vụ đánh cyber đã diễn ra ở thành phố Homs và làm ít nhất là một người chết và 24 người bị thương. Hình ảnh từ đài truyền hình Ikhbariyat TV cho biết vụ nổ tạo thiệt hại vật chất rất lớn. Chiến tranh ở Syria đã làm trên 70.000 người chết, trên 860.000 người tản cư tới các nước lân bang tị nạn và hàng triệu người phải tản cư trong nước. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng John Kerry loan báo Hoa Kỳ sẽ trực tiếp giúp đỡ cho dân quân Syria, nhưng sự hứa hẹn chỉ giúp thuốc men và thực phẩm không làm hài lòng đối lập Syria muốn giúp đỡ vũ khí để chống lại quân đội Al-Assad.